Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phim truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tuần từ 13 đến 19 tháng 10 năm 2014. Làm dâu trong gia tộc Si Cây đã 18 năm, nhưng Kim Yên Súc chưa bao giờ được thừa nhận là một thành viên trong gia đình nhà chồng. Kim Yên Súc đã bị cô lập bởi tất cả mọi người trong gia đình chồng và sống như một người vô hình. Mọi thứ đã tồi tệ, nay càng trở nên tồi tệ hơn khi chồng cô qua đời trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng. Han Ji-hun, người có mối quan hệ với Yên Súc trong quá khứ, xuất hiện như là luật sư của Di Cây tộc. Ji-hun đã chứng kiến tình trạng khốn khổ của Yên Súc nên quyết định giúp cô lấy lại quyền giám hộ con trai mà mẹ chồng đang muốn tước lấy. Tôi tịch thu điện thoại của cô Kim và kiểm tra số điện thoại của những người bạn có uy thế, xem có ai giúp chúng ta đưa bằng chứng chống lại cô ấy, và tôi tìm thấy số của bà Jin. Họ làm chung một hội từ thiện hơn 10 năm nay. Hấp dẫn, lôi cuốn. Mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo bộ phim Hoàng Gia phát sóng buổi trưa các ngày trong tuần. Thái sư Trần Thủ Độ xoay quanh những biến động của đất nước cùng những biến cố lịch sử bi hùng của một Thăng Long đầy hào khí đầu thế kỷ 13, giai đoạn cuối nhà Lý đầu nhà Trần, trong đó ghi nhận công lao của nhân vật Trần Thủ Độ trong việc lập nên triều đại nhà Trần. Những cảnh quay đẹp, hoành tráng, cùng màn võ thuật đẹp mắt, bộ phim đã truyền tải được nội dung sâu sắc của Thái sư Trần Thủ Độ và linh tử quốc mẫu Trần Thị Dung với nội dung phức tạp, giằng xé khi bị đem ra làm nước cờ cho nhà Trần. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ phát sóng 13 giờ 15 phút hàng ngày. Quê ơi! Con ơi! Con ơi! Giám đốc Han có những tác động để tổ đặc biệt không liên hệ được với người đó, nhưng không được như mong muốn ạ. Chủ tịch công ty Queen bổ nhiệm Bong Joon-soo làm tổ trưởng tổ kế hoạch, đồng thời thu bớt quyền lực của giám đốc Han. Có tin chị không? Có đấy. Cô Jong-chun, anh trai cùng cha khác mẹ với Jong-sik, muốn loại anh ra khỏi gia đình nên đã thuê người giả làm mẹ đẻ của Jong-sik, buộc Jong-sik phải sang Mỹ nếu muốn gặp mẹ. Tôi thực sự thấy rất hạnh phúc khi được cô ông Sik tổ chức bữa tiệc mà tất cả gia đình các nhân viên trong tổ đến dự. Đây cũng là bữa tiệc chia tay trước khi anh sang Mỹ. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim hài lãng mạn Nữ Hoàng Rắc Rối phát sóng 18 giờ các ngày trong tuần. Mời quý khán giả đón xem. Tôi luôn cho mình là người giỏi giang nhất hơn tất cả những người còn lại. Nhưng sau một thời gian làm việc chung với mọi người, tôi mới nhận ra rằng họ mới là những người giỏi nhất. Mới cách đây 3 tuổi nên ông con không bao giờ dùng số gạo mà mẹ con gửi về cho ông. Sau khi mẹ con phải rời khỏi cung trong hoàn cảnh đó, ta đã gửi gạo về cho ông, nhưng ông vẫn không ăn. Mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo bộ phim truyền hình Hàn Quốc Nàng Dae Chang-geum sẽ được truyền đến quý vị và các bạn lúc 21 giờ các ngày từ ngày 13 đến 19 tháng 10 năm 2014. Con hãy tìm hiểu thật kỹ, dâng thư mama con sẽ tìm hiểu ạ. Dù có chuyện gì, anh cũng không được bỏ cuộc đâu đấy. Vì em, anh có thể chịu đựng được, đúng không? Tất nhiên. Gặp mẹ đẻ chắc là con vui lắm phải không? Lẽ ra mẹ phải bảo con làm việc này sớm hơn. Mẹ thật thiếu suy nghĩ. Mẹ cứ nghĩ rằng đang gửi con đi đâu đó đi. Giờ hai người đều là mẹ con. Mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo bộ phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc Sự Quyến Rũ Của Người Vợ sẽ được truyền đến quý khán giả lúc 22 giờ các ngày trong tuần từ ngày 13 đến 19 tháng 10 năm 2014. Là mẹ mãn nguyện rồi. Để tao! Tao muốn cho đó đấy! Vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2014 trong chương trình sân khấu, mời quý khán giả đón xem vở kịch nói Phía Sau Tội Ác do hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Tự nhiên đòi về giết em, bóp cổ em vậy nè, không có cho em thở mà. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.